Tối ngày 11 tháng 8, đoàn công tác của đồng chí Quỳnh Chí Nguyện, tỉnh Quỷ Diên, Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Đại tá Châu Quốc Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần đại quý Quỳnh Tấn Khanh. Cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Bạc Liêu bị thương tích nặng trong quá trình truy bắt đối tượng. Trước đó khoảng 17 giờ ngày 11 tháng 8, đối tượng Nguyễn Trọng Thịnh, sinh năm 1985, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, có hành vi gây rối tại một cơ sở tập gym trên địa bàn phường 1, thành phố Bạc Liêu. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, công an phường 1, thành phố Bạc Liêu nhanh chóng có mặt mời đối tượng Thịnh về trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, khi về đến trụ sở công an phường 1, đối tượng Thịnh có hành vi chống đối bỏ chạy. Lúc này, đại quý Quỳnh Tấn Khanh đang đến công an phường 1 liên hệ công tác, thì tức tốc hỗ trợ hai cán bộ công an phường 1 đuổi theo truy bắt. Đối tượng Thịnh dùng đoạn kim loại nhọn đâm vào phần đầu, dai, ngực của đại quý Quỳnh Tấn Khanh. Hai cán bộ công an phường 1 cũng bị đối tượng đâm vào bàn tay gây thương tích. Hiện tại, đại quý Quỳnh Tấn Khanh đang cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Đối tượng Nguyễn Trọng Thịnh đang được công an thành phố Bạc Liêu tạm giữ hình sự để điều tra xử lý.